Hi, xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ tiếp tục với Jurassic World ha. Hôm nay là tiếp tục thôi. Đi nhặt tiền cái đó. À đúng rồi, hôm nay nó có cái event mới nè. Event up. Hatching Language. Hatching Language. Quấn lộn mà. Ui. Quấn cái này nữa hả? Ê, mình chơi này vui lắm nè, mình chơi cái trò level 1 chơi nè. Mình chơi cái mấy con level 1 rồi mình để con chim ra đầu tiên đó đi hành. Rồi cái này lại cái hành kiểu hành lạc như lần trước nữa rồi. Sẽ gặp đội hình siêu cụ bắp luôn. Đấy. Olivier. Gặp một cậu bé nước ngoài. Rồi cậu bé này chắc là sẽ khóc với mình rồi. Uuuu, 2700 máu luôn. Cái này là cái event mới nè. Hôm nay là nếu mình thắng được, mình sẽ được có một con cá tỷ lệ 1%. Con cá vít lắm. Con cá này hình như là chỉ có trong cái bắc này thôi. Chết luôn. Mình chưa sức chiêu mà. Nhẹ nhàng. Thôi, quýt con này phí đàm. Ôi, mạnh quá vậy. 2400 máu luôn. Cậu bé đang tỏ vẻ là ôi giời, gặp cái ông này hên quá. Rồi, tiếp tục con chim của mình ra rồi. Đó, con này ra thì tất cả sẽ quỳ xuống. Vạn tuế với con này thôi. Một cắn 5114 máu. Quá dữ. Cỡ à? Wow, hai giáp. Hay đấy. Mình giỡn với cậu bé thôi chứ thực chất là con này nó hủy diệt toàn bộ rồi. 5000 máu thì quýnh 100 đam thì tới khi nào mới chết được? Chắc 1 2 3. Không thể nào mà hủy gì được con này. Con này nói chung là quá bá ở cái quýnh kiểu này rồi. Quýnh không còn suy nghĩ luôn á. Kiểu như bọn này nó gãi ngứa vậy á. Tiệt kêu cuối cùng. Ủa, 95.000 đam luôn ghê hả? Bị phá giáp rồi, chắc còn sáu mấy ngàn cục. Bốn mấy à, 43.000. Ôi, vẫn đủ ghê rồi. Hôm nay cái event này không biết là cái con cá này có dễ quay rồi, như con rắn không? Con chặn lần trước rất là khó. Dường như là không thể quay được luôn á. Đó, có con cá các bạn thấy không? Mình mà quay được ngay tuần đầu luôn rồi, hơi bị chất luôn á. Con cá này hình như cũng VIP lắm á. Nói chung là cá mới đây nè. Các bạn thấy không? 1%. Một con gì ta? Bananomius hả? Con này trong hình như ARK mình chưa có gặp bao giờ. Chưa gặp, chắc chắn là chưa gặp rồi. Ok, hôm nay mình sẽ làm con này. Đây, một con gai. Để mình chuẩn bị cho cái giai đoạn tiến hóa của một con rất là đẹp luôn, không biết mạnh không thôi. Chỉ là đang trong quá trình tiến hóa được một con Bryorodon hả? Con cá sấu dạng dạng khủng á, nói chung là cũng khủng lắm. Con này thì tiến hóa với con này. Nói chung mà con này nếu lên max sao thì cũng rất là đẹp luôn á. Bình thường nó đã đẹp rồi các bạn thấy không? Con này mình đến tận 24 con rồi. Và nếu mình muốn up rồi mình phải có khoảng tới... Thôi, để mình up nó luôn đi rồi mình đi chơi ha. Chứ giờ là mình mà tiến hóa là giờ sợ mình không có đủ DNA để mua khủng long nữa.
chứ đi này của mình giờ còn có 100 mấy ngàn à. Giờ mình nếu tiến hóa thành con Judon cũng không có tiền mà mua. Tiến hóa cái con chim bữa tốn tiền quá, bán giá mắc khác luôn á. Phải đi cày DNA lại mới có thể mua được mấy con đó. Mấy con đó bán giá trên trời quá mà, cái chơi chắc cả năm trời mới có được quá. Có con level 1 sao nha, chứ không phải nó con level 2 sao rồi. Thật của mình 6 sao luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hóa con này lên. Con này là Dimetrodon hả? Cũng là âm trô ăn thịt. Con này mình nghĩ là con nước chứ, nhưng không phải, nó là con ăn thịt. Con ăn thịt. Con này mà tiến hóa lên cũng rất là đẹp luôn. Mình làm mấy con đẹp không à. Trời, có cái cách ăn của nó kìa. Ủa nó ăn cái gì vậy trời? Có gì đâu, cái này con này chắc là giống kỳ đà các bạn ha, giống cái loài kỳ đà bò sát á. Còn ba ngày nữa thì sẽ có DLC mới, rất là hay nha, rất là ngóng trông cái DLC mới này. DLC mới cho Maroka chứ không phải là game này đâu nha. Trong game kia thì mình nghĩ chắc rất là hay luôn á, tại vì nó mỗi lần nó ra một cái DLC kiểu DLC gốc của game á thì mình thấy rất là hay. Từ gì ta, đầu năm 2016 rồi ra DLC Scott Earth, bây giờ là gần như là cuối năm 2017 rồi nó mới ra một cái DLC mới, có nghĩa là nó làm trong vòng một năm trời á. Mình nghĩ sẽ rất là hay, nên là chắc chắn là rất là nhiều bạn ngóng trông cái series này. Lên level 2, lên level 4 sao con này nó có cái vảy màu tím à. Ôi nhìn kìa. Ui, cái sừng con này nhìn dài kìa ta. Mình thấy nó giống cái con gì ở đầm khu đầm lầy á. Đó các bạn thấy giống không? Giống khu đầm lầy con mà mình chơi ARK. Mà đẹp ghê, công nhận nhìn xét nó đẹp quá. Để mình zoom lại cho các bạn coi. Ủa, nét ghê không? Nhìn đã. Nó vừa tập mình dễ nhìn. Đó, mình đụng nó ngứa chưa? Mình đụng mình chạm nó ngứa nè. Mình đụng hoài là nó điên, nó cạp mình. Đó, nó cạp rồi thấy chưa? Đúng rồi. Phê, anh phê. Anh đớp lại mình, anh đớp. Nó phê cái miệng đó, các bạn thấy không? Mỗi cặp lại nó ngứa người đó. Rồi, mình sẽ cho lên mấy con này lên luôn. Rồi, tính ra là nguyên ngày hôm nay mình ngủ có 4 tiếng à. 2 giờ ngủ, 7 giờ phải dậy, không phải 6 giờ rưỡi phải dậy rồi. Rồi mà không, mình bị mất ngủ nữa chứ, 3 giờ mình mới ngủ được. Mấy ngày nay là mình bị, mình chơi game MU bị kích thích đi ép Q3. Các bạn nếu biết sẽ biết cái VDUP gì à? VDUP 3 là cái gì? Đó là Win cảnh cấp 3. Mấy này lầy cái đó quá, cũng thức khuya. Thức khuya nè. Quay không nổi video. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lên cho nó 5 sao. Con này chắc không biết thành từ màu tím có đổi thành màu gì đây. Tím mà đã tái luôn hả? Tím mà chuyển sang tái luôn. Tái chuyển sang chắc bạch. Chắc vậy á.
Lên. Bập 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 bập. Ui, đỏ hả? Ồ, ở các bạn nhìn kìa. Ồ. 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 Đẹp dữ hả? Ở cái màu nhìn đẹp ghê luôn á. Rồi, lên level này nhìn thấy đã ha. À, có cái trò vui rồi. Dùng ba con này đi quýnh cái kia cho các bạn coi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ba em thằng lằn. Đấy, ba con ăn thịt luôn. Ê, mà máu nó yếu quá rồi. Tiêu à, tiêu à, tiêu à. Máu có 700 mà sao đánh. Gặp đội hình mạnh rồi. Mấy con này chưa gọi là khủng. Thua liền thấy chưa? À, thằng này được 2 điểm. Nó sẽ quất chết mình luôn. Nó sẽ quất mình luôn nè, các bạn coi nè. Đó, bây giờ nó sẽ có 3 điểm. Mình sẽ... Nó lấy 1 điểm kêu. Điểm thủ nó sẽ có 3 điểm. Mình 2 giáp đi. Ui, nó không thèm lấy điểm luôn. Quất 2 lần. Hơi căng nha. Chắc sử dụng 3 điểm quýnh lần nữa. Chắc không đâu. 1 điểm à. Mình giết được rồi. À quên, máu nó tới 2.400 lần. Chưa đủ giết. Nãy 5 điểm là chết rồi. Anh dùng 6 điểm nè. Anh sẽ dùng 6 điểm giết mình cho các bạn coi. 5 điểm có nghĩa là còn 1 thủ. Một thủ. Rồi. Tôi 4 điểm mới giết được nó hả? Ê chết cha. À đúng rồi, 4 điểm mà. Quên, mình bỏ qua thủ rồi. Hết hồn. T-Rex. T-Rex dùng, sẽ dùng 4 điểm để giết con này mình cá luôn. Thằng này sẽ dùng 4 điểm để giết mình. Để coi. Suy nghĩ. Nếu không quýnh bất lượt thì mình sẽ giết nó chắc chắn rồi. Rồi, ok, bạn ấy suy nghĩ quá nhiều, bất tin rồi. Wow. Đúng y luôn là bị mất lượt rồi, suy nghĩ quá nhiều bị mất lượt luôn. Con này thì làm sao mà giết được mình. Suy nghĩ nhiều làm gì, quýnh thì quýnh đại đi, đúng chưa? Trời, gặp đội hình này mình cũng thắng được, không ngờ. Hai con kia rõ ràng là mạnh hơn mình rất là nhiều luôn. Thua cả con bò sát này sao? Quá dữ. Các bạn thấy ghê không? Cứ nghĩ là có thể sao mà thắng được hai con kia máu. Máu với đam vượt trội cả mình. Quýnh hai cái lên vô được top 25. Top 25 hả? Mình đừng có quan tâm lấy cái mắt thì mình sẽ quay trúng được. Chứ mình mà quan tâm là mình không có giờ trúng. Hồi bữa giờ mình cố lắm rồi. Không quan tâm để mình quay trúng. Làm cho các bạn xem liền. Nhưng chắc có lẽ không được rồi. Rồi, lên luôn. Rồi, lỡ sell cái là chết luôn á. Anh sell mua lại được mà lỗi. Rồi, đi vô thôi. Trời. What the fuck. Rồi, các bạn nhìn thấy không? Mở cỡ lên 6 sao kìa. À, đẹp dữ á. Super đẹp luôn á.
Ở trong cái lồng kiến nó đã đổi thành màu xanh ra trời rồi kìa. Wow, chúng ta sẽ cùng thấy đồ con. Wow, đẹp dữ trời. Được bán với giá 14.000 đi này. Kinh. Mát đẹp. Đẹp ghê trời. Ôi, cái con này là vừa công vừa thủ luôn nè. Cái lưng của nó dài ai dám cắn đâu. Lưng gai không cắn vô là sưng mỏ. Nó lại lùng nữa chứ. Rồi với mấy con bò sát kiểu này. Ây da, mình bị disconnect rồi. Mình làm nhanh quá disconnect luôn rồi. Rồi, phải lặp lại rồi sao? À, chưa may quá. Không sao. Ôi, vẫn là một em mà đem Demetrodon super đẹp luôn. Quá trời đẹp luôn rồi, nhìn cơ. Rồi, vừa còn đánh hút cái là chết luôn á. 40. Yeah. Giờ mình sẽ dùng con này đi quấn super event với bọn kia thôi. Con này là có lượng máu 1500. Ý sao đi cả nhắc ghê. Có lượng máu đó chính là 1500 và lượng đam 580 mấy. Nói chung là cũng không mạnh lắm, nhưng mà đủ để mình solo ở chế độ cấp thấp rồi. Đấy, mình chỉ dùng vậy thôi. Nước trước. Nước này này và con này. Ơ sao bị disconnect hoài ta? Ơi mạng của mình chắc đang bị SIDA, wifi mình đang bị cùi rồi. Là bị disconnect hoài trời. Trời. Tôi quấn event coi nào. Rồi hình này ok. Đó hình này là chuẩn bài luôn. Đi quấn tụi kia là ok rồi đó. Nước thịt cỏ chim. Hai thịt. Ba ngàn máu hả? Ghê trời. Nó sẽ có 2 điểm. 3 điểm. Mình nghĩ nó sẽ lấy 2 thủ. Quá, wow, không thủ. Trời ơi, biết một điểm thôi, phí quá. Ây da. Trời ơi. Con Irritator này thì nó yếu khỏi cái bàn luôn. Nó còn gặp kỳ hệ nữa. 5 điểm. 5 điểm cũng như gãy ngứa mà nè. 5 điểm cũng chẳng làm gì được mình hết. Vẫn cố gắng giữ một thủ. Mình nghĩ là nó không thủ đâu. Mà giờ mình chưa một điểm mà biết dùng gì giờ. Thôi đánh luôn rồi. Đó, chưa không thủ mà. Con đẹp vậy. Ôi con này đẹp quá vậy. Ôi con này mình chưa. À, con này level tận 6 mấy mới có được. Tạm biệt em quá đẹp. Ôi, ôi nó cắn à. Hãy chờ chơi những con thế này thôi chúng ta có thể kiếm được cái hàng ở trong cái này rất là dễ dàng luôn rồi. Giờ vô quay dừng liền luôn á. Chút cái gì á. Chút cái mystery hả? Mystery này cùi lắm. Ê, như lúc đầu mình mới nhận thôi. À, để mình dùng thử đội hình này coi. Full thịt.
dày đi, đội hình mạnh hơn một chút rồi đó. Tại vì có con Giganocephalus sự kết hợp giữa con giống con Ankylo rồi. Tôi đầu tiên gặp kỳ hệ rồi. Wow, mình gặp đội hình mạnh á, khá là mạnh luôn. Thanh niên chưa gì hết vô đã cố gắng giết mình rồi. Mình sẽ lấy mát điểm cho các bạn coi, mình sẽ không chết con này đâu. Rồi, chúng ta lấy 8 điểm thôi. Nó sẽ dùng 5 điểm giết mình, thường là như vậy. 4 điểm thôi hả? 4 điểm hay ít đó. Một thủ. Ok. Chết. Nó còn hai con cũng rất là mạnh luôn. Thấy chưa, con này máu tận 3000 lận. Mình hơi sợ, sợ thua. Con cuối cùng thì yếu nè, máu có 1000 thôi. Nó dùng 1 điểm ha. Rồi 6 điểm rồi. Đối phương có 6 điểm, dùng 5 điểm một khẩu, ok. Chúng ta thắng rồi. Phòng thủ tuyệt đối luôn. Mình đang phòng thủ tuyệt đối rồi. Không có tài nào giết mình hết. Rồi, hai giáp hả? Tạm biệt. Không thèm thủ luôn. Chấp nhận hy sinh. Sao mà đánh được? Mình nên thằng chụp tích điểm mà. Mình tích điểm là mình dùng cho một con thôi, mình có thể hủy diệt được tất cả đội hình của nó luôn á. Thường một con mà mình sử dụng, mình có 8 điểm một trên một con thì mình có thể hủy diệt đội hình nó rất là ghê luôn á. Ôi, sắp vô được cấp 10 rồi. Chỗ này victory quá trời luôn. Mấy con Kumon này cũng bóc. Chờ các bạn thấy con khủng long mới đã không? Tuy nó không có mạnh lắm nhưng là mình cũng có thể dùng nó trong đội hình đi win. Thôi mình dùng con kia to quá, nên mình sẽ chuyển con thấp xuống dạng lại. Con kia máu cao mình sẽ gặp đội hình mạnh. Đấy, dùng đội hình 1500 máu thôi. 1500 máu và 700 đam. 5 tới 700 đam thì mình sẽ gặp đội hình Sam. 1600-500 máy chơi gặp đội hình quấn thua mình xa. Nước gặp ăn cỏ thì nói chung không kỳ hệ thì cũng không hơn gì cả. Mình hơn có được 300 máu. Thằng này chắc chụp ra chơi trâu với mình rồi. 4 điểm hả? Quên 3 điểm chơi luôn. Wow. Sao mà chống được? Thà giết nhầm hơn bỏ sót 3 điểm chơi có 600 đam, 700 đam không được giết mình. Rồi chắc chắn là không thủ rồi. Giết luôn. Thủ và có thủ nhưng mà không đủ để cản phá được cái lực đánh của mình. Parasaurus ra gặp ăn thịt, quỳ gói, chạy như điên ra để gặp con này và quỳ gói ở cái con này của mình. Thủ nè. Bảy thủ nè, coi làm gì mình. 7 điểm.
muốn đi, vô hết đại muốn đi. Ha ha, không mất chọn máu. Wow, Blood một cưng ơi, không có mất miếng máu đâu. Rồi coi mình à, mình muốn cắn ngọt liệm, không có giáp. Mày, mày, ngọt liệm. Quá dữ luôn. Trên trình của đối phương quá nhiều, đối phương đội hình thua mình. Thật sự là nó xếp đội hình mình hơi bị thắng thế. Đội hình của mình nói chung là vượt trội quá đối với tụi nó. Là giờ mình thử dùng đội hình cấp cao nữa nha. Dùng đội hình full con khủng luôn coi. Con đội hình mạnh nhất của mình luôn, mình dùng thử vậy coi. Nó sẽ gặp đội hình như thế nào ha. Ờ, thấy chưa? Mình xài đội hình này mà đội hình đối phương kìa. Quá yếu đuối. Đội hình đối phương phải nói chung là khóc với mình luôn á. Không có khả năng chống cự. Ui, con Carosaurus đẹp dở. Ờ, đây gặp mấy con đẹp quá à. Ôi, gặp con nước mà nó còn kỳ hệ, nó chứ tội nghiệp không? Bảy ngàn đam chắc bạn ấy điếm luôn á, sợ luôn á. Quýnh 34 máu hả, 34 máu quýnh 100 lần chưa chết nữa trời. À, mình swap khủng long cho mấy bạn coi, nghe chưa, 5000 máu nè, thấy không, là được 100 đam đó cu. Ghê chưa. Con thịt đang vờn con mồi của mình. Mình đang vờn với con mồi. Để con mồi có vẻ yếu đuối là mình sẽ giết. Vẫn cố gắng hài thủ. Thôi dồn đam giết mình đi nào. Thôi dồn thiệt. Thôi coi cả con kìa. Ôi cắn mà xoay người luôn á. Được có 400 máu quá. Đời nào mới chết được. À, có tiệc chưa cuối nè, anh gạp nguyên cái màn hình vô luôn. Cạp luôn à, cạp luôn à, cạp nè, hai báu một cắn là coi như tàn nát, gãy hết xương sườn, phế. Nói chung là quýnh cái này mà quýnh những người chơi khác mình sướng lắm. Nói chung mình vô mình hành cho các bạn xem mà mình hành người khác thôi, chứ mình chưa bao giờ bị thua luôn á. Quýnh này chỉ có thắng thôi. Cái này nó xếp đội hình không hay lắm, mình thấy nó xếp đội hình không hay. Xếp đội hình player vs với player thì mình thấy hay thiệt á. Còn những đội hình này thì nó quá là không đúng lắm. Có thể là do người chơi muốn. Nói chung là cũng ok. Ui, một bút tình có con chim gì đẹp vậy. Ôi đẹp quá vậy. Còn mấy cái event chưa kịp làm nè. Thôi được rồi, hôm nay mình sẽ dừng clip ở đây với một con Dimetrodon rất là đẹp. Rồi, con này mà chửi tục nữa là cũng được á. Rồi thôi, không nói đâu. Đẹp quá ha. Được rồi, chúc bạn xem video vui vẻ. Nếu thấy con này đẹp thì đừng quên để lại like và subscribe mỗi mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha.